Chào các bạn. Các bạn vào đọc qua đề cho cô đi. Xin mời các bạn vào. Con vào đọc qua đề cho cô nhé. Xem qua đề cho cô. Chào các bạn. Vào nhìn qua lại đề cho cô, đọc hết cái đề, đọc hiểu cho cô một lượt. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái đề thì mình sẽ xử lý như thế nào nhá. Cô sẽ chữa cho các bạn một cái đề thi để các bạn hiểu trong cái cách trình bày nội dung của cái nội dung thi nhá, của cái dạng đề thi năm nay. Các bạn nhìn đề thi có rõ không ạ? Các con nhìn đề thi có rõ không? Các bạn nhìn đề có rõ không? Đọc qua cái đề đọc hiểu cho cô đi. Các con trả lời cho cô xem nào. Các con nhìn đề có dễ không? À có rõ không? Ai nghe rõ cô nói không nhỉ? Rồi, cô chào các bạn. Thiên Lý. Rõ rồi con vừa xong cô không nhìn thấy. Cảm ơn con. Rồi con ơi, đọc hệ hộ cô đi. Bốn câu hỏi của cái dạng đề này là cái dạng đề thi của chúng ta. Chào con. Thiên Lý, Giác Khiêm, ok. Thái Cường. Rồi các con nhìn hộ cô đi. Đọc qua đi, xong rồi cô sẽ dạy các bạn cách trả lời nhá. Đợi một chút nữa để các bạn vào là cô sẽ hướng dẫn các con. Lan Anh rồi, cô chào con. Thì nhìn qua xem có câu nào mình trả lời được không nào. Làm nhanh. Khi vào phòng thi, con sẽ trả lời cái phần đọc hiểu này cho cô trong vòng 20 đến 25 phút. Nhớ chưa ạ? Sẽ trả lời cho cô trong vòng 20 đến 25 phút. Nhìn qua đề cho cô. Thử xem. Các con cứ thử vạch ra trong cái giấy của các con. Xem là trong cái phần đọc hiểu làm nhanh cho cô xem nào. Xem cái gì mình không có thể làm được thì con để lại để cô sẽ giảng cho con.
Rồi, thu diện, rồi dạ rõ. Ta còn tự vạch ra đi. Tự vạch ra giấy của mình đi. Viết ra giấy của mình. Rồi, con tự làm đi. Ok, phương thức biểu đạt. Rồi, trả lời cũng được. Trả lời cả comment cho cô cũng được. Câu 2, tìm trong ngữ liệu. Tìm trong ngữ liệu nào. Tìm trong dữ liệu cho cô. Câu 2. Một số bạn nào đi. Thiên lý đúng rồi. Nào các con làm đi nào. Phương thức biểu đạt là biểu cảm. Người ta hỏi các con là phương thức biểu đạt chính mà con trả lời phương thức biểu đạt là con bị trừ điểm đấy nhá. Rồi, làm tiếp đi. Làm tiếp đi nào. Được chưa nào? Bây giờ nhá, khi vào phòng thi thì con sẽ nhận được cái đề bài. Thì trong một cái đề bài của các con thì sẽ có 3 phần, đúng không? 3 phần của con thì gồm có đọc hiểu và làm văn. Thì bây giờ cô chữa hết cho các con cái phần đọc hiểu trước này. Trong phần đọc hiểu thì các con có 3 điểm, cho nên trong quá trình luyện đề thi là con không được bỏ qua phần này. Cô thấy là ở đâu đó thì các con cứ chỉ để ý cái phần văn học thôi, xem là ôn trúng bài này hoặc ôn trúng bài kia. Cái điều quan trọng của các bạn đó là khi vào phòng thi thì các bạn điều quan trọng là các bạn làm sao nhỉ, phải nắm bắt được các cái thao tác khi chúng kỹ năng khi chúng ta làm đọc hiểu và nghị luận xã hội. Sao lại không comment được nhà như nào nhỉ? Sao lại không comment được nhỉ? Chí Long, ok con. Các bạn đang nói không comment được là sao nhỉ? Nguyễn My, ok. Để cô một chút để cô chỉnh lại nhé. Rồi, Minh, cô chào con. Minh, cô chào con. Rồi. Nhìn đề bài cho cô nào. Và cô sẽ dạy con lần lượt khi mà chúng ta làm bài nhé. Các bạn comment được mà. Rồi. Thế thì trong một cái đề bài thì khi chúng ta vào phòng thi thì các bạn nên làm cho cô phần đọc hiểu đầu tiên. Và trong đọc hiểu thì con căn cho cô khoảng 25 phút, nhớ chưa? Nhận đề bài. Nghe cô này. Câu hỏi hơi mờ con. Rồi đây, con nhìn cái bản này nhá. Ảnh, nếu mà cái ảnh nó mờ thì con nhìn được cái bản cô chiếu đây. Rồi, được rồi đấy con. Nhân vật trữ tình. Rồi. Câu 2 thiên lý. Rồi các con trả lời đi. Rồi nhá. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con này khi nhận được đề bài và cô đã chia sẻ với con đó là con phải làm trong cái câu đọc hiểu đầu tiên nhá. Khi nhận đề bài làm đọc hiểu trong vòng 25 phút thì câu thứ nhất ở trong cái bài này con đọc bài cho cô. Đấy. Các con đọc qua lại bài cho cô.
anh không nhận ra mảnh vá ấy đâu. Nếu em đừng trẻ trung đến thế, em hồn nhiên qua đường qua phố, trên vai gầy kín đáo đường kim, tuổi 20 đang độ làm duyên, nhà đông em nên quen dần áo vá, cân gạo mớ sau mỗi ngày một giá, lương lĩnh về giật gấu vá vai. Đi qua bao nhiêu niềm vui trên đời, gặp mảnh vá vai em sau nỗi chạm đầu kim nhói buốt, đôi vai ấy dáng gầy thân thuộc, mảnh vá đè gánh nặng lo toan. Em qua ngã ba, em sẽ sang đường, anh bước vội như người có lỗi, nhưng mảnh vá theo anh trên mọi lối, giữa lòng mình ngỡ ngõ phố mênh mông lung. Giá em đừng trẻ cơ trung, anh đâu phải băn khoăn nhiều đến thế, mảnh vá đã một đời lưng mẹ, sao bây giờ còn nỡ vịt vai em. Anh mặc áo lành đi giữa phố đông chen, mảnh vá ấy đốt lòng như vết bỏng. Thế thì nếu như mà họ hỏi thể thơ thì là thể thơ gì nhỉ? Nếu thể thơ thì con sẽ trả lời là thể thơ gì? Nếu họ hỏi thể thơ, con sẽ trả lời là thể thơ gì ạ? Nếu thể thơ thì con sẽ trả lời là thể thơ gì? Đúng rồi, thể thơ tự do. Các con nhớ cho cô khi họ hỏi thể thơ nhé. Đó, thì sẽ này, thể thơ nhé. Trong đề thi có thể họ sẽ hỏi thể thơ. Thể thơ khác với thể loại thơ con nhá. Thể thơ khác với thể loại thơ đúng không? Thể thơ chúng ta biết rồi. Còn khi họ hỏi thể loại thơ, nó có hai thể loại thơ tự sự và thể loại thơ gì ạ? Trữ tình nhá. Nhớ chưa ạ? Vậy thể loại thơ tự sự là gì? Nó giống như câu chuyện kể ấy. Còn thể loại thơ trữ tình đó là trong cái bài này này, bộc lộ tâm trạng nhưng mà trữ tình, thì lúc đó thì ta sẽ nói là thể loại thơ trữ tình, con nhớ chưa? Đấy, nó sẽ có dạng câu hỏi này, thể thơ hoặc thể loại thơ nhá. Thì khi hỏi như vậy thì thể thơ các con biết rồi, còn thể loại thơ thì mình sẽ gặp này, thể loại thơ tự sự và thể loại thơ trữ tình. Thể loại thơ tự sự là trên đường hành quân xa dừng chân bên dính nhỏ đấy, kiểu kiểu như vậy, tức là giống như một câu chuyện kể đấy, thì con sẽ xếp nó vào thể loại thơ tự sự chứ không vào. Khi mà người hỏi thể loại thơ mà cứ trả lời thể thơ là không có được, đúng không? Còn với cái bài này, nếu con trả lời thể thơ thì sẽ là thể thơ gì ạ? Thể thơ tự do. Còn khi họ hỏi các con này, phương thức biểu đạt chính nhá, con nhìn này, phương thức biểu đạt chính, đúng không? Phương thức biểu đạt chính. Và chúng ta chú ý câu chữ chính. Nếu trong đề bài mà người ta hỏi phương thức biểu đạt chính thì con chỉ trả lời một thôi nhá. Còn nếu người ta hỏi là phương thức biểu đạt thì con có thể trả lời hai phương thức hoặc ba phương thức ở trong cái bài đó. Nhưng mà đã là thơ thì con sẽ ưu tiên cho cô đó là gì ạ? Là gì ạ? Biểu cảm, đúng không? Nếu là thơ thì chúng ta sẽ ưu tiên đó sẽ là biểu cảm, đúng không nào? Nó sẽ là biểu cảm nhá. Nếu như thơ, còn nếu là chuyện thì nó sẽ là thực sự nhá. Nhưng ở trong đề bài họ hỏi các con là xác định phương thức biểu đạt chính thì con không được trả lời là phương thức biểu đạt. Con dừng ở đây á, phương thức biểu đạt là con sẽ bị trừ điểm, hiểu không? Và con phải nói rõ cho cô đó là phương thức biểu đạt chính hai chấm biểu cảm, được chưa? Đấy là cách, đừng để mất 0,5 điểm ở câu này 0,5 thì đừng để mất cái điểm bởi cách trả lời ngớ ngẩn của chúng ta nhá. Cho nên là có những bạn về nhà bảo ơ mình trả lời đúng là biểu cảm mà sao mình bị trừ điểm? Trừ điểm bởi vì là con đã vứt đi cái chữ chính này. Con hiểu chưa? Nhá. Xong câu 1. Câu số 2. Dựa vào bài thơ, nêu lý do tại sao nhân vật trữ tình. Dựa vào bài thơ, con nhìn này, dựa bài thơ, nêu lý do tại sao nhân vật trữ tình có tâm trạng băn khoăn. Đấy, nhân vật trữ tình có tâm trạng băn khoăn. Mình gạch lại các cái từ khóa đấy và mình trả lời, đúng không? Vậy thì dựa vào đoạn trích lý do nhân vật trữ tình có tâm trạng băn khoăn. Ở đây nhá, mình nhìn cái từ khóa này, tâm trạng băn khoăn là cái gì? Vậy thì đây rõ ràng là tâm trạng băn khoăn đó là vì em vốn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng, nhưng em lại mặc áo vá. Chính vì đó đã dẫn cái tâm trạng băn khoăn của gì ạ? Chính điều đó đã nhìn rõ đề chưa ạ? Chính cái điều đó đã làm cho gì ạ? Cái nhân vật trữ tình làm sao nhỉ? Băn khoăn. Đấy. Ở đây này, mảnh vá đã một đời lưng mẹ, sao bây giờ còn nỡ vịn vai em. Anh mặc áo lành đi giữa phố đông trên, mảnh vá ấy đốt lòng như vết bỏng. Rõ ràng là làm cho anh làm sao nhỉ? Băn khoăn. Bởi vì cả một cái đoạn mà nhân vật trữ tình đã thể hiện thì đây rõ ràng thấy được rằng là
Em là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng nhưng em lại mặc áo áo vá, và chính điều đó đã làm cho anh làm sao nhỉ? Anh băn khoăn cái điều này, con phải tìm ở trong ngữ liệu, đọc hết ở trong ngữ liệu để con viết ra nhá. Tiếp theo câu số 3. Câu số 3 vẫn là biện pháp tu từ. Các con nhớ cho cô chỉ ra nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Vậy nhớ cho cô trong biện pháp tu từ nhá, nó sẽ có hai dạng hỏi, đó là biện pháp tu từ cú pháp nhá và biện pháp tu từ từ vựng. Có thể trong đề thi họ sẽ hỏi rõ con là biện pháp tu từ cú pháp, hoặc họ sẽ hỏi rõ con là biện pháp tu từ từ vựng. Vậy thì con sẽ hiểu hai cái biện pháp này sẽ nằm chung trong cái biện pháp gì ạ? Tu từ, đúng không ạ? Rồi, các đồng chí tìm cho cô ở trong câu 3 xem nào. Mảnh vá đã một đời lưng mẹ, sao bây giờ còn nỡ vịn vai em? Anh mặc áo lành đi giữa phố đông chen, mảnh vá ấy đốt lòng như vết bỏng. Trả lời cho cô xem, ở trong cái câu 3 này có các biện pháp tu từ nào? Trong đề bài này, con nhớ cho cô, người ta yêu cầu con tìm hai biện pháp tu từ. Vậy con cảm thấy cái biện pháp tu từ nào ấy nó dễ nhận biết nhất, nó chắc ăn nhất thì con sẽ trả lời. Nào, trả lời cho cô câu này. Câu 3 là một điểm nhá. Con tìm cho cô nào. Bảng tác dụng thì con sẽ dựa bảng tác dụng con nói, chẳng hạn như là tu từ từ vựng, tu từ từ pháp có cái bảng tác dụng đấy, và con dựa vào cái bảng đó để con viết ra. Nào, xác định cho cô biện pháp tu từ nào, cả lớp. Xác định cho cô biện pháp tu từ. À, câu hỏi tu từ. Khi Hồng Thương trả lời câu hỏi tu từ, nhưng con phải cho cô biết câu hỏi tu từ cái nào và biện pháp so sánh là so sánh cái nào với cái nào. Nhân hóa từ vịt. Rồi, làm tiếp đi. Biện pháp điệp ngữ mạnh vá, đúng rồi, chính xác. Thu Duyến này, con làm so sánh thì so sánh cái gì với cái gì, con trả lời ra nhé. Khi đi thi, con phải chỉ rõ cho cô biện pháp tu từ nào. Mảnh vá, điệp từ mảnh vá, rồi, phép điệp mảnh vá, câu hỏi tu từ, rồi, dễ nhận ra biết, ra nhất, thiên lý, đúng rồi. Thu Duyến ơi, biện pháp tu từ so sánh nào con nhỉ? So sánh cái gì với cái gì, con chỉ rõ cho cô. So sánh cái gì với cái gì nhỉ? Nếu con chọn câu hỏi tu từ sao bây giờ còn nỡ vịn vai em là câu hỏi tu từ vì nó dẫn dễ nhận biết ở đấy rồi, thì con sẽ bỏ qua cái nhân hóa từ vịn đi nhá, mảnh vá vịn ấy, thì con bỏ qua cái từ vịn đi, bởi người ta chỉ yêu cầu con là hai biện pháp tu từ. Con xem, con lựa xem biện pháp tu từ nào rõ nhất. Nguyễn Thị Minh, mảnh vá câu hỏi tu từ, ok, đúng rồi, khôn lắm. Tức là bạn sẽ chọn phương pháp cái phương án an toàn, đúng không? Thực ra ở đây nó có các biện pháp này, chẳng hạn như là so sánh đốt lòng, so sánh với vết bỏng, đúng không? So sánh này. Đấy. Vết bỏng này. Mảnh vá. Vết bỏng. Vừa có từ gì ạ? Nhưng, như, đúng không? Đây chính là gì ạ? So sánh. Con nhìn thấy chưa? Tiếp theo, sao bây giờ còn nỡ vịn vai em? Đây là câu hỏi tu từ, đúng không? Đây chính là câu hỏi tu từ. Đây này, câu này chính là câu hỏi tu từ. Đây là so sánh, đúng không? Tiếp theo, mảnh vá. Mảnh vá. Đây. Một. Và đây là hai. Vậy thì hai cái này suy ra nó sẽ là gì ạ? Điểm. Ba cái này dễ nhận biết nhất thì con chọn cái nào cũng được, đúng không? Như vậy đây là một biện pháp này. Đây là một biện pháp này. Đây là một biện pháp này. Như vậy có ba biện pháp chúng ta nhìn ra rõ nhất, đúng không? Đấy, có ba biện pháp chúng ta nhìn ra rõ nhất. Vậy con chỉ chọn hai trong ba cái này thôi. Bởi vì đề bài người ta yêu cầu con là gì ạ? Hai biện pháp tu từ, đúng không? Chính vì người ta yêu cầu hai biện pháp tu từ thì con sẽ chọn một trong ba cái mà chúng ta vừa tìm được nhá. Như vậy con có thể trả lời như sau. Biện pháp tu từ trong các dòng thơ trên là so sánh đốt lòng anh, so sánh với vết bỏng, hoặc con có thể chọn phép điệp mảnh vá, hoặc con có thể chọn tiếp đó là câu hỏi tu từ sao bây giờ còn nỡ vịn vai em. Tác dụng đó là
tăng sức gợi hình, gợi cảm xúc và từ mảnh vá trên vai cô gái trẻ. Đấy, tăng sức gợi hình, gợi cảm xúc từ cái hình ảnh mảnh vá trên vai cô gái trẻ. Qua đó thì nhà thơ đồng cảm trước cái sự vất vả và ca ngợi đức hy sinh của người con gái ấy, đúng không? Nhá. Vậy khi nêu tác dụng, con dựa bằng tác dụng, thứ hai con dựa vào nội dung của lời thơ để con nói, nhớ chưa? Đấy. Bao giờ cũng vậy, phải thể hiện này. Qua đó nhà thơ thể hiện cái điều gì? Đồng cảm trước cái sự vất vả và ca ngợi cái đức hy sinh của người con gái, của cô gái ấy, đúng không? Tiếp theo câu 4. Câu 4 là cái dạng câu hỏi của năm nay. Ở câu thứ 4 mà cô nói với các bạn, đó là năm nay đề rất là khó nếu như hỏi câu 4 như thế này. Tác giả thể hiện tình cảm gì trước hình ảnh mảnh vá vai của cô gái trẻ? Như vậy ở đây tác giả đã cảm thấy xót thương, cảm thông với hoàn cảnh cuộc đời nghèo khổ, nhà lại đông em của nhân vật chữ tình của cô gái, đúng không? Đấy. Rõ ràng ở đây cái nhân vật chữ tình là cô gái. Và khi nhìn thấy cô gái như vậy thì ở đây cái tâm trạng tác giả làm sao nhỉ? Xót thương, cảm thông với hoàn cảnh cái cuộc đời nghèo khổ, nhà lại đông em của cô gái, đúng không? Nhớ cho cô cái câu thứ tư, tác giả thể hiện tình cảm gì? Đây là dạng câu hỏi của năm nay, đúng không? Vậy thì tình cảm gì? Con đọc toàn bộ cái nội dung của đoạn trích, con xem ở đây tác giả đã đồng cảm, xót thương hay căm giận hay tự hào hay là tình cảm tha thiết, mến yêu vân vân. Tất cả những điều đó con phải đọc hết toàn bộ nội dung thì con mới làm được câu này. Và câu này là một điểm nhá. Đấy, cho nên đọc kỹ nội dung và từ đó các con rút ra thì các con sẽ không bị mất điểm, được chưa ạ? Nhá. Xong cái phần đọc hiểu. Đọc hiểu chúng ta khi vào phòng thi các con làm cho cô trong 20 phút nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2. Đó là phần làm văn. Được. Sang phần làm văn nhá. Nào, con nhìn ở trong làm văn. Trong làm văn thì từ nội dung bài thơ ở phần đọc hiểu, anh hay chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày về sự cần thiết phải quan tâm số phận con người trong cuộc sống. Từ khóa đây đó là sự cần thiết nhá. Suy nghĩ về sự cần thiết. Đôi khi họ sẽ hỏi em hãy có gì, em hãy nêu giải pháp hay em nêu ý nghĩa. Ở đây họ hỏi là sự cần thiết thì con sẽ chỉ đi vào một khía cạnh của vấn đề thôi. Đó là sự cần thiết, phải quan tâm số phận con người. Và khi làm cái phần nghị luận xã hội này rồi, như hôm trước cô cũng đã chia sẻ với các con chú ý xoay quanh cho cô vấn đề Covid hiện nay. Nhờ? Vấn đề Covid này, lấy tất cả những vấn đề mang cái tính chất thời sự thì cái bài của mình nó sẽ có kết quả tốt hơn và người ta sẽ cho điểm sáng tạo cho các con. Nhờ? Ở đây, nếu như vào cái bài này thì các bạn sẽ làm theo hướng như sau. Thứ nhất là mình sẽ đưa ra cái khái niệm của nó, đúng không? Đấy. Bước thứ nhất nhá, con nhìn thấy đề chưa ạ? Con đưa ra khái niệm này. Con nhìn ra thì con sẽ đưa ra khái niệm. Khái niệm đây đó là sự quan tâm. Đấy. Sự quan tâm. Sự quan tâm là gì? Đúng không? Sự quan tâm. Đấy. Cái đây là chính là từ khóa, đúng không? Như vậy là sự quan tâm là cái sự chăm sóc người khác, đúng không? Sự quan tâm là gì? Vậy con phải thể hiện, con phải nói ở đây đó là sự quan tâm là sự chăm sóc người khác, sự việc khác ở mức độ nào đó bằng tình cảm của chính mình. Và cái sự quan tâm chính là một trong những cái nền tảng cơ bản của sự yêu thương, đúng không? Sự quan tâm cũng là nền tảng của sự yêu thương. Nhá. Sự quan tâm cũng là nền tảng của chính cái sự yêu thương. Sự quan tâm được thể hiện ở rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Đó là gì ạ? Sự quan tâm. Đấy. Vậy bây giờ khi mà chúng ta đưa ra cái khái niệm rồi nhá, quan tâm là gì? Giải quyết sự quan tâm là gì? Để từ đó dẫn đến sự quan tâm chính là sự yêu thương, đúng không? Quan tâm ở đây đó là chăm sóc người khác nhá. Đây là chăm sóc. Đấy. Chăm sóc người khác. Và từ cái chăm sóc ấy thì dẫn đến gì ạ? Sự yêu thương. Mình hiểu như vậy. Biểu hiện thể hiện quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn. Được rồi, Nguyễn Thị Minh, tốt lắm nhá. Mình nêu xong cái khái niệm đó rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ chú ý cho cô yếu tố là cần thiết nhá.
sự cần thiết. Đây này, chú ý cho cô cần thiết. Vậy cần thiết đây là gì? Sự cần thiết phải quan tâm số phận con người trong cuộc sống. Tại sao lại có sự cần thiết ấy? Bởi vì sự quan tâm số phận con người là động lực để thúc đẩy họ vượt qua nghịch cảnh. Cần thiết bởi vì gì ạ? Nó sẽ là động lực. Động lực. Sự quan tâm số phận con người sẽ là động lực để thúc đẩy. Động lực để thúc đẩy họ vượt qua những nghịch cảnh khó khăn của cuộc sống nhá. Cần thiết bởi vì cái sự quan tâm sẽ động lực để thúc đẩy. Đấy, sẽ động lực thúc đẩy để họ vượt qua những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn trong cuộc sống, đúng không? Bởi vì nếu như mà mình khái niệm đó là, đúng rồi, Lê Vũ Thảo Nhiên, đúng rồi, cái lý số thứ hai đó là sẽ đem lại cái niềm vui, đem lại cái niềm vui cho người được quan tâm, đúng không? Đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những số phận không may mắn hay người được quan tâm. Đấy. Sẽ đem lại cái niềm hạnh phúc. Đấy. Niềm vui cho những cái người được quan tâm. Và chính cái sự quan tâm ấy nó sẽ làm sao? Thể hiện lối sống đẹp. Thể hiện lối sống đẹp. Nếu như mình quan tâm thì mình sẽ thể hiện cái lối sống đẹp, đúng không? Đó là sự đồng cảm và sẻ chia. Đó là ta đã biết làm sao? Biết đồng cảm, biết sẻ chia trong cuộc sống. Đó là sự đồng cảm, đó là sự sẻ chia trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ nhớ cho cô là chúng ta sẽ lấy cho cô ở một dẫn chứng thôi. Dẫn chứng. Và trong những ngày Covid, đúng không? Mùa dịch, đúng không? Trong những ngày này thì cả nước đang hướng về Bắc Giang, Bắc Ninh với sự đồng cảm sẻ chia với những khó khăn mà nơi vùng tâm dịch đang phải, những con người nơi đó đang phải chịu đựng. Đấy. Mình cứ xoay quanh cái vấn đề này cho cô nhá. Tất cả các bài như vậy. Vậy thì ở đây mình sẽ, sau đó thì chúng ta có thể, ở đây người ta chỉ yêu cầu con cần thiết, nhưng mà bên cạnh đó, sau khi con làm xong vấn đề rồi thì con chỉ cần dẫn một câu cho cô, một câu phản đề. Vậy mà trong xã hội vẫn có những con người làm sao nhỉ? Thờ ơ vô cảm, không quan tâm đến người khác. Đấy. Vậy mà trong xã hội vẫn còn có những con người ấy sống theo kiểu thờ ơ vô cảm, tức là đây là quá trình gì ạ? Chúng ta đi vào phản đề. Thờ ơ vô cảm. Phản biện, đúng rồi, Nguyễn Thị Minh nói đúng lắm. Sau đó thì chúng ta sẽ bước 3 của chúng ta. Thế là gì ạ? Bài học. Bài học con chia cô hai ý: nhận thức và hành động nhá. Trong bài học như vậy này, có khái niệm này, có sự cần thiết này, nêu vấn đề này. Đấy, xin lỗi cái phản đề này thì là ý nhỏ thôi, còn đây 1 2 3 đi. Bài học. Bài học thì có nhận thức và hành động. Nhận thức đó là hiểu được ý nghĩa của sự quan tâm số phận con người, tức là đấu tranh với cái lối sống thờ ơ vô tâm vô cảm ấy, đúng không? Hiểu được cái ý nghĩa của sự quan tâm. Đấy. Con người chúng ta nên sống làm sao nhỉ? Yêu thương nhau, đùm bọc nhau, chia sẻ nhau. Và hành động thì chúng ta không phải bằng lời nói mà bằng những việc làm thiết thực. Như là tham gia các công tác thiện nguyện, đóng góp vật chất tinh thần, hướng đến những con người khó khăn vì thiên tai, vì dịch bệnh. Và cụ thể bây giờ chúng ta đang làm gì ạ? Đang chịu cái ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, cho nên chúng ta phải quan tâm chia sẻ đối với những con người ở cái vùng dịch, đúng không? Như vậy, chúng ta có một bài nghị luận xã hội, các con cũng thao tác cho cô trong vòng 25 phút nhá. Như vậy, bước thứ nhất khái niệm, bước thứ hai chỉ rõ sự cần thiết, hoặc nếu họ hỏi ý nghĩa thì con phải nêu ý nghĩa, hiểu không? Đấy. Ý nghĩa hay tầm quan trọng hoặc là ghi giải pháp, đôi khi họ sẽ hỏi như vậy nhá. Vậy thì họ hỏi ý nào thì con sẽ hướng theo cái từ khóa đấy con trả lời nhá. Nhưng mà trong quá trình xôi vấn đề thì chúng ta sẽ đưa ra một dẫn chứng này, và chúng ta có bước phản đề và bước bài học, nhận thức và hành động. Tuy nhiên khi làm những cái khi làm cái bài này thì bao giờ chúng ta xác định cho cô này tuyệt đối không xuống dòng, đúng không? Ví dụ nhá, cái mark từ đấy thi ở đây, đúng không? Thì con bắt đầu chữ viết đầu tiên ở đây, bắt đầu dòng đầu tiên, cứ như vậy con viết, con viết, đúng không? Đến dòng thứ hai con lại ra đầu mark này cho cô, cứ như thế con viết cho cô. Và chẳng hạn như con viết đến kết thúc là ở đây, hiểu không? Là câu cuối cùng nhá, viết gọn đây trong vòng khoảng 2 phần 3
trang giấy thi nhá. 2/3 trang. Thì nó đủ 200 chữ, con viết quá đi là thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là không cái điểm của người ta sẽ để ý cái bài viết của mình. Đấy, đúng rồi, không được xuống dòng. Tuyệt đối không được xuống dòng, nhớ chưa? Đây. Đây, ví dụ đây cái tờ giấy thi nó như thế này thì viết chữ đầu tiên, con cách lùi đầu ô ra đầu ngay đầu tiên, sau đó con viết bình thường xuống cái dòng thứ hai, con ra tận mark cho cô, được chưa? Ra đến cuối cùng, dòng thứ ba cũng vậy, và ví dụ con kết thúc ở đây thì con chấm ở đây, thế thôi. Trình bày cái bài nghị luận xã hội. Nhiều bạn ấy là vẫn xuống dòng, nói đi nói lại rồi, mà giáo viên trên lớp cũng đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao mà vẫn cứ bị mắc. Tầm một trang hơi nhiều con ạ, chỉ 2/3 trang thôi nhá. Viết một trang là rất là nhiều, Nguyễn Thị Thảo Ly nhá. Rồi, bây giờ con theo dõi tiếp cho cô sang cái đề tiếp theo. Ở cái đề bài này, cô chọn là phân tích bài chết người xa. Thực ra năm nay nếu mà vào thơ mà phân tích theo đoạn ấy thì cũng dễ cho các con. Nhưng mà vào chuyện để phân tích theo đoạn thì nó hơi khó. Ở đây con nhìn thấy rõ không ạ? Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh. Điều đoạn này, có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh. Đến chỗ không chống trả cũng không tìm cách chạy trốn. Con lấy sách giáo khoa ra, con nhìn trong sách giáo khoa cho cô. Ở đây là phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng được thể hiện trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét về thông điệp về cuộc sống. Đấy, nhận xét về thông điệp cuộc sống, đấy là từ khóa của đề bài này. Các bạn đã nhìn rõ đề chưa? Nãy ảnh cho nhỏ quá đâm ra nhìn nó không rõ. Các bạn đã nhìn rõ đề chưa? À cô ơi, con viết đoạn thần một trang. Ừ, khi đi thi nhá, con không được viết một trang nhá. Rút kinh nghiệm con nhá. Chắc là có. Ừ, viết gọn lại con à nhá. Những cái câu mà nó hoặc là dẫn chứng ấy, các con hay tham dẫn chứng đưa rất là nhiều. Với lại câu mở đoạn ấy là các con chỉ nên làm một câu thôi, thì dẫn vào cái câu mình cần nghị luận luôn nhá. Các con nhìn rõ đề chưa? À rồi, ok, rõ rồi nhá. Bây giờ cô sẽ phân tích cho con đoạn đấy này. Có lẽ suốt một đời cầm máy chưa bao giờ. Các con có thể đọc lại đề cho cô một lượt, xong cô sẽ hướng dẫn các con cách làm bài. Đây chính là cái phát hiện thứ nhất và phát hiện thứ hai đấy con. Trong cái tác phẩm Chết Người Xa thì con biết là Nguyễn Minh Châu, ông được coi là nhà văn mở đường tinh anh của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Khi con trình bày bài nhá, khi con trình bày bài con nhớ đưa câu này vào cho cô. Nguyễn Minh Châu được coi là nhà văn mở đường tinh anh của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, đúng không? Và truyện ngắn Chết Người Xa được ra đời năm 1983 trong hoàn cảnh đất nước nó thoát khỏi chiến tranh, không còn bom đạn chết chóc, nhưng mà vẫn còn tồn tại đầy rẫy những khó khăn, nhiều nghịch lý trong cái mạch ngầm của cuộc sống mà văn học trước đó bỏ quên hoặc né tránh. Cái nền văn học trước đó thì người ta đi vào văn học gì ạ? Cái nền văn học gọi là theo cảm hứng lãng mạn hay là chủ nghĩa của cách mạng. Tức là trong chiến tranh thì người ta thường phải đưa vào những cái vấn đề đó. Và chẳng hạn như là rừng Sờ Nu đấy ạ, ca ngợi những cái con người anh hùng. Bởi vì trong chiến tranh thì thường đã mang khuynh hướng sử thi. Sử thi không xét trên phương diện thể loại, đúng không? Bởi vì thể loại đó là văn học dân gian rồi, nhưng mà xét trên phương diện cảm hứng. Về cảm hứng sử thi nó xuất hiện gì ạ? Khi đất nước có chiến tranh, và nó xuất hiện là mang tính gì ạ? Tính cộng đồng, sử thi mang tính cộng đồng. Cho nên là khi chiến tranh xảy ra thì văn học chủ yếu đi vào khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn để ca ngợi cuộc sống. Cuộc sống này đẹp lắm, tươi đẹp lắm, và những con người ấy khi họ ra đi, họ hy sinh đất nước này. Đó là trên cái bình diện, đó là những con người tiêu biểu. Thế mà lúc này đây thì Nguyễn Minh Châu là người đi vào quan tâm số phận những con người, đi vào cái đời sống thế sự để phản ánh
Đất nước đã lâu sau chiến tranh rồi, nhưng mà cuộc sống cơm áo gạo tiền ghi sắt đất, cho nên vẫn còn số phận của những con người ấy, đau khổ ấy. Như vậy, ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần lưu ý cho cô cái vấn đề nghị luận. Như vậy nếu như ở khi mà nhận cái bài như này thì cái phần mở bài ấy, thì các con có thể mở bài gián tiếp, có thể mở bài trực tiếp, nhưng chủ yếu người ta sẽ mở bài một cách gián tiếp. Thứ nhất, lấy được cảm tình của người chấm ngay từ giây phút đầu tiên khi người ta đọc bài các con, hoặc nó sẽ giúp cho con nó sẽ nhỏ tự tin khi viết bài, bài của con sẽ dài ra chứ không có bị ngắn quá, hiểu không? Vì thời gian 120 phút các con viết trong cái bài câu 5 điểm này cho cô dung lượng khoảng một tờ giấy thi nhá, ít nhất một tờ giấy thi, tức là 4 trang giấy thi đấy con nhá. Như vậy ở đây chúng ta phải ở cái phần mở bài, các bạn phải giới thiệu cho cô về tác giả, tác phẩm và cái đoạn trích cho cô nhá. Đoạn trích cần nghị luận đây đó là từ chỗ có lẽ một đời đến chỗ không tìm cách chạy trốn, thể hiện thành công hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, đồng thời gửi gắm thông điệp về cuộc sống trong văn xuôi của Minh Châu. Như vậy phần mở bài con sẽ thể giải thích cho cô, con phải đưa cho cô các vấn đề. Thứ nhất đó là gì ạ? Tác giả. Thứ hai, tác phẩm. Và thứ ba đó là nội dung cần nghị luận, đúng không? Vậy thì ở trong cái trích đoạn này, từ chỗ có lẽ đến chỗ không tìm cách chạy trốn, rõ ràng ở đây là hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng, đúng không? Như vậy cái khi mà nghệ sĩ Phùng thì điều kỳ diệu nghệ thuật đã bất chợt đến với Phùng vào một buổi sáng khi anh nhìn thấy một chiếc thuyền buồm trên mặt biển xa, bình minh nơi cửa biển với cái không gian phóng khoáng thi vị. Ở đây ta thấy là anh đã cảm nhận được làm sao nhở? Suốt một đời cầm máy chưa bao giờ tôi thấy được một cảnh đất trời cho như vậy. Đấy. Bức tranh được tô điểm bằng cái màu sắc, đường nét, bố cục đều rất hài hòa, một cái vẻ đẹp thực sự đơn giản toàn bích. Đấy. Trong cảm nhận của Phùng đó là cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh là bức tranh mực tàu, một danh họa thời cổ. Tức là rõ ràng đây làm sao nhỉ? Ta phải thấy được rằng cái bức tranh, cái bức ảnh nghệ thuật mà Phùng có được ấy, đó là gì ạ? Phải tìm kiếm suốt cả một tuần lễ mới có được. Và khi anh cảm nhận được cái bức ảnh đó thì nó đẹp, đẹp như một cái cảnh đắt trời cho như vậy. Như vậy thì ở đây ta khi phát hiện được cái khoảnh khắc trời cho ấy, Phùng đã bấm máy liên tục hết 1/4 cuốn phim. Và đứng trước một sản phẩm tuyệt tác của hóa công thì người nghệ sĩ trở nên bối rối và trong trái tim như có cái gì đó bóc thắt vào. Đấy. Vậy thì đây cái chi tiết ấy. Đấy. Anh bối rối như là có một cái gì đó bóc thắt vào. Tức là cái bức ảnh đã khiến tâm hồn nghệ sĩ rung động thật sự. Đấy. Và một cảm xúc rung động đã dấy lên trong lòng anh, đó là cái nhìn về thẩm mỹ, bởi vì đây bức tranh đó là cái đẹp. Đấy. Và chưa hết, trong giây phút đó thì người nghệ sĩ còn khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Và nói cách khác, trong một khoảnh khắc của cuộc sống thì nghệ sĩ Phùng đã cảm nhận được cái chân, cái thiện của cuộc đời, và anh cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên thật trong trẻo, tinh khôi. Và với tác dụng ấy thì anh nhận ra cái đẹp chính là đạo đức, đúng không? Như vậy ở đây ta có thể thấy này, trong cái khi mà phát hiện của nghệ sĩ Phùng ở ngay cái thứ nhất đấy, thông điệp về cuộc sống. Vậy thì ngay từ cái đầu tiên khi bức ảnh ấy nó ở ngoài xa, cảm nhận cái bức tranh ở ngoài xa thì những xung động của nghệ sĩ Phùng đã giúp người đọc nhận ra quy luật muôn đời của nghệ thuật. Cái đẹp có thể thanh lọc tâm hồn con người, cái đẹp có thể gột rửa linh hồn con người để trở nên trong trẻo tinh khôi, đúng không? Cái đẹp có thể thau chua rửa mặn tâm hồn con người để con người có thể được về chốn thanh an trong tâm hồn mình. Vậy rất là hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ. Như vậy cái phát hiện thứ nhất của nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Phùng nó chứa được quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu. Cái đẹp nghệ thuật tự nhiên đắt giá sẽ làm rung động lòng người. Người nghệ sĩ phải là người phát hiện và mang cái đẹp đến cho cuộc đời này. Đấy. À, bánh mở bài thì sau cô sẽ những bạn ở trong lớp cấp tốc như là bánh mì ngào bơ thì cô sẽ cung cấp cho con cái phần mở bài nhá, sẽ có công thức cho các con nhá, nên không phải lo cái phần mở bài, con hiểu không? Bánh mì ngáo bơ là trong cái lớp cốc tốc rồi, cô sẽ biết hẳn phần mở bài
phần khái quát bắt đầu thân bài kết bài cho con, nên con không phải lo cái phần đấy, đã có công thức sẵn cho con rồi nha. Còn ở cái tiếp theo, rõ ràng đây ta thấy như một trò đùa quái ác của cuộc sống. Khi mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng chưa hết cái cảm giác sung sướng ngất ngây khi anh bắt gặp cảnh đẹp trên mặt biển, thì nghịch lý cuộc đời bắt đầu từ đây. Đấy, khi nhìn thấy cái bức ảnh đẹp như vậy và cảm nhận nó đẹp khi phát hiện ra cái đẹp đấy, nhưng không ngờ cái khoảnh khắc đó thì cái nghịch lý cuộc đời cũng đã xuất hiện. Như Lê Vũ Thảo Nhiên con nói rằng đó là hai phát hiện đối lập chính xác. Như vậy, khắc họa cái hình ảnh ngư dân cái vùng biển vắng, Nguyễn Minh Châu đã không đặt tên cho nhân vật mà chỉ chú ý đến ngoại hình thôi. Và chỉ bằng một vài câu văn miêu tả ngoại hình, tác giả phần nào đã cho người đọc vỡ mộng. Đằng sau cái vẻ hào nhoáng kia của chiếc thuyền thì con người hiện ra chân thực, chẳng hề mang một vẻ đẹp hoa mỹ nào cả, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ ngay lúc ấy chiếc thuyền đâm thẳng vào trước tôi đứng một người đàn ông và một người đàn bà. Đấy. Họ phải lội qua một quãng bờ phá, mặt nước ngập đến quá đầu gối. Bất giác tôi nghe người đàn bà, à đàn ông nói rõ lên chiếc thuyền như quát. Đó. Vậy thì ta thấy này, ngôn ngữ của người đàn ông ấy thì rất là thô lỗ. Ngay cái xuất hiện đầu tiên ấy, cứ nguyên đấy, cứ ngồi nguyên đấy, động đậy ta giết cả mày đi bây giờ. Đấy. Rồi hành động của ông ta là sao nhỉ? Rất là hùng hổ. Đấy. Hùng ác, hùng hổ, vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két. Đó, thấy chưa ạ? Vừa đánh vừa thở hồng hộc. Vì rõ ràng đó là một người đàn ông sao nhỉ? Rất là vũ phu. Bà con chú ý cho cô này, mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: mày chết đi trông nhờ, chúng mày chết hết đi trông nhờ. Thấy chưa, phải chăng có cái điều gì uẩn khúc đằng sau cái rên rỉ đau đớn và cái hành động vũ phu ấy? Không hề có cảm giác hả hê, đúng không? Dã man, đúng không? Ngoại hình xấu xí dã man rồi. Ở đây nhá, rõ ràng đây là sao nhở? Bà con chú ý cho cô chi tiết này, rên rỉ đau đớn đấy, hành động thì vũ phu, không hề có cái cảm giác hả hê, mà chỉ thấy ở đó sự phun trào của những uất ức khổ đau thôi. Cái tấm thân người vợ trở thành nơi để ông ta trút cái sự phẫn nộ đang ngùn ngụt cháy lên từ cái cuộc sống cơ cực quẫn bắt quẩn quanh bức bối. Lão lầm lì đánh vợ như một thói quen để giải tỏa tâm lý và nỗi khổ đời thường. Trước khi là tội nhân, ông ta đã là nạn nhân của những đói nghèo rốt nát tối tăm. Như vậy thì có thể nói này, xét đến cùng ông ta đáng thương nhiều hơn là đáng trách, đáng để cho ta căm ghét. Đó chính là điều mà Nguyễn Minh Châu đã quan tâm và muốn sóng lên cái hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tha hóa con người trong cái cảnh sống đau khổ tăm tối. Vì chính cái đời sống đau khổ tăm tối đã cứ thấy khổ là sách vợ đã đánh đấy ạ. Và chính cái điều đó là sao nhở, đã dẫn đến người đàn ông này dường như bị tha hóa. Nhưng cái điều quan trọng đây, ta thấy cái thông điệp cuộc sống, cái bức tranh hiện thực ấy, ở ngoài xa thì nó đẹp như mơ, nhưng vào cuộc sống đời thường thì nó không như đời là thơ, đúng không? Nó không phải như vậy, và nó hiện ra tất cả những cái khổ đau, những cái trần trụi nhất trong cuộc sống này. Còn cái người đàn bà, người đàn bà đây thì một vẻ cam chịu, đúng không? Một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn. Đấy. Vậy thì ta thấy ở trong cái hình ảnh của cái người phụ nữ ấy, dường như là bà cam chịu rất là nhẫn nhục, đúng không? Rõ ràng ở đây cái người đàn ông ấy đánh vợ thì như cơm bữa, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, nhưng mà cái đó là cái cảnh bạo lực gia đình đang diễn ra. Đấy. Nói như nhà văn Nam Cao thì để chỉ để thỏa mãn cái lòng ích kỷ. Đấy. Tự cho cái quyền mình được hành hạ người khác, đúng không? Nhưng mà trước sự đòn roi của người đàn ông vũ phu ấy thì người đàn bà cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu ca một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn. Và cảnh tượng ấy khiến cho Phùng tan vỡ. Đấy. Khiến cho Phùng tan vỡ. Anh không thể ngờ rằng đằng sau cái bức ảnh tuyệt mỹ kia lại vỡ ra những sự thật đời thường trần trụi đến thế. Trận đòn cay nghiệt ấy không có gì kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở cái thái độ người đàn bà. Bà vẫn lặng im chịu đựng, vẫn lặng yên như một sự cam chịu. Đó là thái độ của một người đang nhẫn nhục thực hiện nghĩa vụ đau khổ của mình. Không oán thán, bất bình hay trách móc,
Cuộc sống đau khổ hình như đã làm mất đi ở người đàn bà kể cả những phản xạ bản năng tối thiểu, đúng không? Đúng rồi, bà đã nhận hết lỗi về mình, người vợ của Nam chín lắm. Không có như thế đâu nhá, bây giờ không có người vợ của Nam kiểu đó đâu nhá. Cho nên là các ông chồng hãy liệu đó. Ở đây gì, ở đây các bạn chú ý, nếu như phân tích cái đoạn này á thì chúng ta chú ý là nhận xét về cái thông điệp cuộc sống. Vậy với đề bài này thì chúng ta sẽ có những luận điểm nào? Cô mới chỉ vừa đưa ra cho các con thôi, là cái để chúng ta hướng đến cái mà chúng ta phân tích nếu như ở cái đoạn này, ở cái đoạn đầu, đoạn sau, đấy là phân tích theo đoạn nhá. Còn nếu như ở cái bài này thì chúng ta triển khai cái vấn đề nghị luận ở những vấn đề như thế nào? Nhá, với cái đề bài này, con nhìn cho cô thì ta sẽ triển khai vấn đề sau. Nhá, đầu tiên này, một đã mã mở bài. Mở bài thì chúng ta sẽ đi mở bài trực tiếp hơn là gián tiếp nhá. Mở bài trực tiếp hơn là mở bài gián tiếp. Cô nghĩ là không nên mở bài gián tiếp, không nên mở bài trực tiếp nhá. Nhưng mà trong phần mở bài thì các bạn phải nêu cho cô, thứ nhất là về tác giả. Thứ hai là về tác phẩm. Và thứ ba là lời đề bài. Nhá, nêu cho cô ba vấn đề này. Nhá, trong phần mở bài. Nếu như chúng ta mở bài trực tiếp thì chúng ta sẽ đi thẳng vấn đề. Nguyễn Minh Châu được coi là nhà văn mở đường tinh anh của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Và thứ hai là về tác phẩm thì con phải trả lời đó là con phải viết ra đó là gì ạ? Chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa ra đời năm 1983 trong hoàn cảnh đất nước đã thoát khỏi chiến tranh, không còn bom đạn, chết chóc nhưng vẫn còn tồn tại đầy rẫy những khó khăn, nhiều nghịch lý trong mạch ngầm của cuộc sống. Đấy. Ta phải đưa ra cái tác giả và tác phẩm. Và cái lời đề bài đây chính là gì ạ? Nguyễn Minh Châu đã viết chuyện ngắn này để đem đến một cái nhìn chân thực hơn về cuộc đời và con người. Và chúng ta sẽ nêu ra vấn đề cần nghị luận ở đây, đó là đoạn trích. Xong là vì là cái đề bài này nó quá dài, con hiểu chưa? Cái đề bài nó quá dài cho nên là cái đề bài này này thì con sẽ nêu là gì ạ? Đoạn trích. Đoạn trích nhá. Xong con ghi rõ cái đoạn trích đó ra. Từ chỗ có lẽ chấm ba chấm nhá, vì đề bài quá dài không ngồi chấp lại đề bài là chết, hiểu không? Mà con ba chấm được, được chấp nhận nhá. Đến chỗ làm sao? Tìm cách chạy trốn. Đó, mình phải đưa ra cái vấn đề này, tìm cách chạy trốn này. Con đóng hoặc kép cho cô. Thể hiện cái gì? Nào, nhìn cái đề bài này. Đây này. Thông điệp cuộc sống, đúng không? Vậy thì mình phải đưa cái từ khóa của cái đề này, của cái đề bài này vào trong cái phần mở bài. Con nhớ chưa? Đấy. Thể hiện thành công, đã chạy trốn này, đã thể hiện thành công, đã thể hiện thành công hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Cái nội dung của nó đó là hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Đồng thời gửi gắm thông điệp về cuộc sống trong văn xuôi Nguyễn Minh Châu. Đấy. Tức là nhá, nhớ cho cô tác giả này, tác phẩm và phải đưa cái lời đề bài. Vậy cái lời đề bài ở đây mình bê nguyên nó vào nhá. Đấy. Thì chúng ta mới được cái thang điểm đây là 0,5 điểm ở cái phần mở bài. Nhưng mà cô khuyên các bạn nên làm theo cách mở bài gián tiếp thì hay hơn. Đấy. Và khi chúng ta đi vào phân tích, hai năm mã phân tích. Phân tích. Trong phần phân tích nhá, thì chúng ta sẽ phân tích về nội dung. Phân tích về nghệ thuật, phân tích về nội dung, phân tích về nghệ thuật. Phân tích về cái hai phát hiện. Nội dung đây chính là hai phát hiện. Nội dung phân tích về hai phát hiện. Đó là gì ạ? Phát hiện đầu tiên đó là vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa.
Trên biển buổi sớm mờ sương, khung cảnh biển buổi sáng trong cái sương đó là khung cảnh đẹp đẽ tuyệt bích như một danh họa, một cái bức họa một tàu, một danh họa thời cổ. Và đôi mắt tinh tường của nhà nghề của nghệ sĩ đã hiện ra cái vẻ đẹp trời cho trên mặt biển mờ sương, vẻ đẹp mà cả đời bấm máy anh chỉ gặp được một lần. Và người nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc, đó là cái niềm hạnh phúc của sự khám phá và sáng tạo, của sự cảm nhận tuyệt đẹp, cái vẻ đẹp tuyệt diệu ấy. Và trong cái giây lát đó thì Phùng đã nhận ra được cái chân lý của sự toàn thiện toàn mỹ. Tức là mình phải nói rõ cái phát hiện thứ nhất và phát hiện thứ hai, đúng không? Phát hiện thứ nhất là phát hiện về nghệ thuật, phát hiện thứ hai là phát hiện về cuộc đời, đúng không? Phát hiện thứ hai đó là cảnh bạo lực trong gia đình hàng trài. Và thì cảnh bạo lực trong gia đình hàng trài đó là trong khung cảnh lung linh tuyệt mỹ của cảnh biển thì Phụng ngỡ ngàng phát hiện ra cảnh bạo lực gia đình, sự thật tàn nhẫn trong góc khuất cuộc sống của những con người nghèo khổ. Từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ ấy, thì bước ra một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, cam chịu. Và chứng kiến cái cảnh người đàn ông đánh vợ một cách vô lý, thô bạo, đúng không? Đây là hình ảnh đằng, cái đằng sau cái đẹp tuyệt bích đó. Đó là cái đẹp hiện ra như một cái trớ trêu, như cái trò đùa quái ác của cuộc sống này. Đấy. Vậy thì đây chính là cái hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Vậy thì ở đây chúng ta, sau khi chúng ta phân tích cái phát hiện thứ nhất, phát hiện thứ hai, thì chúng ta rút ra cái nghệ thuật. Nghệ thuật đây đó là tình huống nghịch lý độc đáo. Đấy, thì hiện đây chính là một cái tình huống nghịch lý. Các con đã phát hiện ở đây tình huống nghịch lý, diễn biến tình tiết giàu kịch tính. Kịch tính, đúng không? Và những chi tiết thì làm sao nhở? Đối lập. Những chi tiết đối lập, giọng điệu thay đổi linh hoạt, sắc thái suy tư chiêm nghiệm, suy tư triết lý. Nhớ cho cô từ suy tư, văn của Nguyễn Minh Châu mang cái tầm suy tư triết luận, đúng không? Suy tư triết lý. Nhớ những từ khóa: người mở đường tinh anh trong văn học thời kỳ đổi mới, cảm hứng của ông đi vào suy tư triết luận trong cuộc sống đời thường, đúng không? Lời văn thì giản dị mộc mạc mà nhiều dư vị nhá. Xong cái khi phân tích này, nội dung nghệ thuật. Đấy. Bước tiếp theo chúng ta phải đi vào nhận xét thông điệp về cuộc sống. Tức là đi vào từ khóa. Đúng không? Đi vào từ khóa. Ở đây đó là thông điệp về cuộc sống trong con xuyên Nguyễn Minh Châu. Cái mà ông xuất ra ở đây đó là gì ạ? Đúng rồi, chấm theo thang điểm con ạ. Rồi, ok. Họ sẽ chấm theo 3 rem điểm nhá. Đấy. Cho nên cái thông điệp này cũng rất là cao điểm này. Thì chúng ta sẽ đi theo từ khóa con nhá. Cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa được nhiều nghịch lý, với những mảng sáng, tối, xấu, đẹp, thiện, ác, thật, giả. Quan trọng là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hình thức bên ngoài và bản chất bên trong. Giống như cái lời của Nam Cao ấy: nghệ thuật không phải lánh trong lừa dối, nghệ thuật không cần lánh trong lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than, đúng không? Vậy thì văn học phải phản ánh hiện thực cuộc sống qua lăng kính của người nghệ sĩ, phải phản ánh hiện thực của cuộc đời. Đấy. Vậy thì đây đó là gì ạ? Cuộc đời chính là nơi sản sinh ra cái đẹp, nhưng cuộc đời không phải là lúc nào cũng đẹp như nghệ thuật. Người nghệ sĩ trước khi sáng tạo cái đẹp cần phải biết rung động trước những buồn vui, đau khổ của cuộc đời con người. Vậy thì rõ ràng đây ta thấy này, hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng cho thấy anh là người có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, là người nghệ sĩ tài năng, yêu nghề và sống có trách nhiệm với cuộc đời. Phùng thuộc loại nhân vật tư tưởng, nhân vật thể hiện cái nhìn của nhà văn Nguyễn Minh Châu về nghệ thuật và mối nghệ thuật, mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời nhá. Vậy con nhớ cho cô, nhà văn có trách nhiệm là phải phản ánh cái nhìn từ cuộc sống qua lăng kính của người nghệ sĩ, phản ánh về cái nỗi đau khổ con người, để từ đó muốn phơi bày cái cuộc sống khổ cực ấy, để mà từ đó tìm ra con đường giải pháp để hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, hiểu chưa ạ? Vậy đấy, cái bài này thì cô sẽ chút nữa cô sẽ gửi cái đáp án lên cho các con để các con tham khảo nhá, vì cô cũng không còn nhiều thời gian, bởi sau đây thì cô phải dạy một cái trung đoàn rồi, cho nên là cô không có thời gian để mà dạy các con nhiều hơn. Thế thì
Và những bạn mà đã ở trong lớp cấp tốc của cô thì chắc chắn sẽ được học từ đầu chí cuối tất cả các dạng đề nhá. Và cái dạng đề cô đưa ra thì chắc chắn con sẽ gặp trong khi con đi thi, hiểu không? Cho nên không phải lo lắng về cái phần mở bài như thế nào, thân bài nào, kết bài nào. Đến ngày mùng 10 tháng 6 chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó thì các con sẽ biết, còn bây giờ thì không cần phải hỏi nhá. Đương nhiên là cái học để làm sao cho có hiệu quả thì các con bây giờ các con sẽ, cô đã hướng cho con trước rồi, đó là các con sẽ có các bài phân tích theo đoạn, các con học theo các cái đoạn như vậy đi đã, đọc sách giáo khoa, đọc thật kỹ sách khoa những tác phẩm mà cô đã dặn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cái hôm tới thì cô sẽ giảng bài, sau khi giảng bài thì cô sẽ đưa các cái đề quan trọng cho các con và cô sẽ hướng cho con giải thích từ khóa, và chắc chắn rằng khi con đi thi thì con sẽ gặp cái từ khóa đấy ngay trong cái quá trình ôn thi, nên con yên tâm ở đó. Bởi vì cô là dạng nghiên cứu cho nên là khi mà cô nghiên cứu một cái bài thì trong cái bài này họ sẽ hỏi theo hướng đề nào, thì hầu hết là các năm ấy thì cô đều trúng cái dạng đề cô đưa ra. Chẳng hạn như năm 2018 chẳng hạn thì liên hệ giữa cái bài cái nếu như mà liên hệ giữa vở chống A phủ thì chắc chắn sẽ liên hệ với Chí Phèo. Còn nếu như liên hệ giữa Trường Mày Xa thì chắc chắn sẽ liên hệ với Hai Đứa Trẻ, và cô đã đúng. Năm 2019 thì sẽ chia theo đoạn. Người ta thì ví dụ như là Ai Tên Dòng Sông thì người ta sẽ dạy theo cái kiểu là theo cái góc độ địa lý, góc độ lịch sử, góc độ văn hóa, nhưng cô không vậy, cô chia thành từng đoạn cho các bạn và các bạn trúng một cái đoạn đầu tiên đó. Còn đến năm 2020 chẳng hạn, năm năm ngoái 2020 chẳng hạn thì bài Đất Nước thì nó trúng luôn cái trong cái đề của cô. Năm ngoái là cô có các cái đề đấy thì nó trúng vào cái đề hai cái đề ghép lại của cô, bởi vì đề năm ngoái tương đối dài nhưng từ khóa thì chuẩn xác luôn nhá. Còn như vậy là chưa bao giờ cái từ khóa nó lệch cả. Chẳng hạn như là năm 2019 chẳng hạn, cái từ khóa của nó là hãy chỉ ra cái phát hiện độc đáo của Hoàng Phủ Tường, thì mình phải hiểu cái độc đáo của Hoàng Phủ Tường là gì thì chúng ta mới có được điểm, mình đi theo hướng đó. Hoặc như cái năm 2018 chẳng hạn, người ta bảo là hãy phân tích để chỉ ra cái sự đối lập, để từ như từ đó chỉ ra cái nhìn hiện thực, thì cô cũng đúng cái từ khóa đó luôn nhá. Cho nên bạn nào còn đang hoang mang về chưa biết cách định hướng như nào thì hẹn các bạn ở cái lớp cấp tốc của chúng ta ở vào ngày mùng 10 tháng 6 nhá. Lẽ ra cô sẽ dạy các con sớm hơn nhưng mà bây giờ thì cô đang ở Hà Nội thì đang có cái kỳ thi cho các em của lớp 9, và cô cũng dạy học sinh lớp 9 khoảng 200 bạn. Do đó là cô cũng đang dồn sức cho các bạn ấy trước. Sau đó đến đúng đến ngày hôm trước thì lịch ở Hà Nội là ngày mùng 10 ấy, thì cô đã xếp đúng đúng cái lịch của ngày các em mới thi là cô dạy cho các con. Như hôm nay thì lịch Hà Nội thì hoãn xuống ngày 12, 13 nhưng cô vẫn giữ cái ngày mùng 10 để cô dạy các con nha. Cũng sớm mong gặp lại các con lắm nha. Thế cô nghỉ ở đây bởi vì là đến 3 giờ là cô phải dạy một cái trung đoàn rồi nha. Chào các con. Chào các con nha, Nguyễn Thị Thảo Ly, Vũ Sĩ Tú, chào con, Chí Long nha, chào con.